Vẽ môi thì mình vẽ xác định hai cái điểm làm khóe môi, tức ở giữa này. Lằn ranh môi giữa môi trên môi dưới. Mình mới tô mờ mờ lên. Thì nó ra cái môi thôi. Rồi mình dùng bút chì màu mình tô. Tô đậm viền giữa này xong lên trên đây. Để tô môi ấy, em dùng hai màu. Thường là em dùng hai màu 525, màu tía hồng tía đậm. Để tô cái phần là lòng môi, phân chia giữa môi trên và môi dưới ấy. Và màu 511, màu hồng đỏ tươi để tô phần môi, đánh giống như mình đánh son ấy. Thế đây. 525 nhé. Xác định hai cái khóe môi này. Đánh nhẹ lên trên đây. Nhẹ thôi. Không tô phần viền ở trên nhé. Kỵ cái điều đấy. Vì tôi thấy nó đỏ che chét, nó rất là cứng, già lắm. Nhìn quê nữa. Ở môi dưới này, tôi nhẹ nhàng tỏa ra từ trong lòng môi đánh ra, giống như đánh son của những cái cô gái tin tin bây giờ tuổi 20 ấy. Mấy mấy 20 tuổi ấy, trẻ lắm. Vậy rồi nhá. Dùng một màu hồng đỏ 511. Đánh từ giữa lòng môi đánh ra mà mình tỏa dần lên, mình tạo hình cái khóe miệng. Khóe môi trên như thế này. Nó đậm ở đây mà lên trên đây thì rất là nhạt. Nhìn không rõ ràng quá cái viền môi ấy, thì nó mới tự nhiên được. Từ giữa lòng môi đánh xuống. Theo cái khuôn mờ mờ này. Đến giữa lòng môi mình không đánh, cho nó tạo độ bóng bẩy ấy. Đây, chỗ này. Giữa lòng môi nó là cái nơi bắt sáng. Nó dạng khối tròn cầu mà. Thì ở đây mình không đánh. Mình chừa vòng này. Cho nó có cái vẻ bóng của môi ấy. Nó sẽ như thế này. Muốn rõ ràng một chút thì mình dùng cái chì. Mình dùng chì mình đưa một đường rất là nhạt thôi. Đi rất là nhẹ. Nhẹ, cực kỳ nhẹ đây. Giữa để dặm lại cái đường viền giữa. Đó. Nó rất tự nhiên. Đẹp lắm.